chúng ta sẽ cùng chào mừng hai đội bóng, đội 3 và đội 1 tham dự lượt trận khai mạc đầu tiên của giải đấu. Và xin mời tất cả các quý khán giả, chúng ta trong tràng rất là to đấy ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến những diễn biến hấp dẫn nhất của trận khai mạc của mùa giải. Những khuôn mặt đang rất rực rỡ trên khuôn mặt của các quý vị khán giả. Họ đang rất háo hức để cùng nhau chứng kiến những diễn biến chuẩn bị diễn ra. Tổ trọng tài điều hành chính trận thi đấu của chúng ta, trọng tài chính là ông Nguyễn Cao Quang. Trợ lý 1 là Khắc Hải và trợ lý thứ 2 là Tơ Hìn. Và như vậy là tiếng còi khai cuộc đã được bắt đầu. Xuất phát trong sẽ là một cự ly mà các cầu thủ sẽ chèo bóng thẳng vào vòng cấm địa của đối phương. Đúng là một tình huống chèo bóng khá nguy hiểm. Một tình huống chèo bóng dù đã vượt qua cả khung thành của thủ môn Hữu Long bên phía các thủ đội 3. Đó cũng là một tình huống chèo bóng khá nguy hiểm. Độ rơi của trái bóng là rất khó chịu. Tấn công cho các thủ đội 3. Nguy hiểm, kịp không? Coi, coi, không vào. Khá đáng tiếc cho các thủ đội 3. Vừa rồi là một tình huống phản công rất nhanh. Một tình huống phản công chớp nhoáng. Quân đang chơi ở cánh trái của đội 1. Tình huống mở bóng của cầu thủ Mao số 12 Khắc Hiếu. Khá nguy hiểm, vẫn không có bàn thắng. Đã có nhiều hơn những tình huống hãm thành, nhưng các cầu thủ đội 3 thì vẫn cho thấy được sự vô duyên của mình ở ngay trước khung gỗ của đối phương. Pha phóng hụt là một tình huống mở cánh, nhưng được đi của trái bóng thì đã không được như ý muốn. Khá nguy hiểm. Tình huống đã có sự va chạm của cầu thủ tấn công bên phía đội 1 và đội trưởng Đinh Tuấn. Hai cầu thủ đã ham bóng. Hai cầu thủ ham bóng và đã không quan sát thấy nhau. Họ đã có sự va chạm. Và bất cứ một trận đấu nào đều rất quan trọng, họ sẽ phải tận dụng nguy hiểm không vào. Từng trận đấu họ sẽ phải tận dụng. Một cầu thủ nhỏ con, và đây là một cầu thủ có khả năng xử lý kỹ thuật cá nhân rất tốt. Tấn công, cối Minh Chiến, Minh Chiến, 1-0 cho đội 1, 1-0 cho đội 1. Và người lập công là cầu thủ áo số 9 Minh Chiến. Cuối cùng thì bàn thắng đã đến. Tình huống xử lý bình tĩnh của số 9 bên phía đội 1. Một pha bình tĩnh qua người thủ môn của đối phương. Và rồi một pha dứt điểm nhẹ nhàng. Bây giờ thì thế bế tắc đã bị khai thông. Xin thông báo với ban lãnh đạo của cả đội bóng, khi có ý định thay người sẽ thông báo cho bình luận viên để chúng tôi chuyển tín hiệu cho tổ trọng tài ở trên sân. Bên phía đội 3 có sự thay đổi người. Người ra sân là Khắc Dũng, vào sân là cầu thủ áo số 16 Khắc Tới.
Khi mà để cho các cầu thủ đội 1 có được bàn thắng vươn lên dẫn trước thì ban lãnh đạo của đội 3 đã có sự thay đổi người về chiến thuật. Và sự xuất hiện của Khắc Tơi liệu rằng có làm thay đổi. Bật cao. Tình huống bật cao không trúng tâm bóng. Khắc Tơi phạt chạm bóng đầu tiên sau khi vào sân. Vẫn còn phạt dứt điểm ngay của cầu thủ mang số 5. Bóng tranh chấp của Văn Kiên. Cuối cùng thì bóng đã được giải thoát. Cơ hội. Không vào. Không, như vậy là có bàn thắng. Một tình huống lập bập. Đó là pha bóng lập bập của các cầu thủ bên phía đội 1. Những bất ngờ đã làm bó tay thủ môn hữu lòng bên phía đội 3. Và tỷ số bây giờ là 2-0. Thầy ai? Đức số mấy nhỉ? Đức số 10 ra. Em chỉ bảo Hải vào. Hải xuống. Khắc Hải đi. Bên phía và chúng ta sẽ cùng quay lại với hiệp thi đấu thứ hai. Trận đấu khai mạc của mùa giải sân 1 Lạc Nhuế và Hồng Gà của thủ môn số 7. Nguy hiểm tấn công khoảng trống, không vào. Pha chơi tốt của thủ môn hữu lòng bên phía đội 3 và cản phá tốt sau pha dứt điểm của Đình Hùng. Nhưng trước đó cũng là một pha tăng tốc khá tốt ở hành lang cánh phải của cầu thủ đội 1. Đã có những thời khắc vô cùng nhạy cảm và hợp điểm rơi để đưa ra những pha đánh đầu phá bóng. Đánh đầu, nguy hiểm. Và như vậy là bàn thắng rút ngắn tỷ số đã đến. 1-2. 1-2 cho các cầu thủ bên phía đội 3. Những phút tiếp theo của trận đấu sẽ vô cùng đáng xem. Dù thời gian là không còn quá nhiều, nhưng với việc các cầu thủ bên phía đội 3 có được một bàn thắng rút ngắn tỷ số thì những giây phút cuối cùng sẽ là sự vùng lên. Và chạm bóng của Đinh Hùng rất dứt khoát. Tình huống phá bóng của Cao Mạnh. Một tình huống chuyền bóng hơi vội vàng. Và như vậy là trận thi đấu đầu tiên của mùa giải đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về các cầu thủ đội 1. Và xin mời các cầu thủ hai đội bóng hãy ra khu vực giữa sân để chào khán giả. Xin mời các cầu thủ của đội 1 và của đội 3 sẽ ra khu vực giữa sân để chào khán giả đi ạ. Một trận thi đấu đã có 3 bàn thắng. Và đây hứa hẹn sẽ là một mùa giải thành công. Khán giả trên sân thì cũng vô cùng đông đảo để cổ vũ cho hai đội bóng cũng như các đội bóng tham gia vào mùa giải hôm nay. Và xin cảm ơn tổ trọng tài điều hành chính trận thi đấu khai mạc Nguyễn Cao Quang, Khắc Hải và Tờ Hìn. Và ngay sau đây sẽ là trận thi đấu thứ hai. Trận thi đấu giữa các cầu thủ 8X và đội 2.